Thank you. sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn Tiểu thuyết Mồ hôi nước mắt Của tác giả nhà văn Nguyễn Vĩ Tác phẩm được nhà xuất bản Sống Mới Phát hành tại Sài Gòn năm 1965 Người đọc Thái Hoàng Phi rạp hát cầu muối đêm ấy diễn tuồng hát bội đặc sắc của bầu thắng bà con cô bác đi coi thật là đông trong rạp đã chật nứt khán giả tại cơn mưa rào mà một số đông người thừa cơ hội lộn xộn ùa vào rạp không cần mua vé vì vậy người ta đã phải đóng cửa rạp không bán vé nữa số người say mê hát bội đã dầm mưa từ nhà đến rạp để coi hát đến đây họ thất vọng đành phải ở ngoài chen lấn với đám đông người mỗi lúc mỗi chật thêm trong rạp tiếng trống kèn in ỏi hòa lẫn tiếng mưa thành một cuộc hòa tấu lao xao ào ạt lạ lùng hai bà mập ù mà ánh nhớ mặt một bà là một tay đầu thảo chuyên sống như nghề góp hụi ngay ở chợ cầu ông lãnh bà thứ hai miệng nhai trầu nhõm nhẽm cười nói quan quan vừa từ trong xe xích lô chui ra bước lẹ xuống trước mặt ánh nhảy đại qua gánh hàng của ánh và đứng chen vào giữa ánh và hoàng sự xâm lấn đột ngột và bất lịch sự của hai bà mập này làm nổi sống trong đám đông người đục mưa trên vỉa hè chật chội người đầu tiên bị lấn ra mưa là ánh ánh bị ướt cả đầu tóc và áo quần tức giận kêu lên bà này kỳ quá sao bà xô tôi hoàng liền nhảy ra mưa nắm tay ánh đỡ lên chỗ cũ hoàng lấy cùi chỏ hất mạnh bà mập ra một bên để dành cho nàng nếu không bị vướng gánh hàng của ánh thì hoàng xô bà mập ra ngoài mưa rồi nhưng bà mập bị cùi chỏ của Hoàng thúc mạnh vào hông Ngã vào bà bên cạnh Và những người đứng kế cận đều bị xô đẩy ngã nghiêng Tiếng phản đối và cãi nhau nhao nhau nổi lên Mọi người đều gây gỗ với hai bà mập vừa mới chen vào Bà mập quay lại sừng sổ với Hoàng Và tỏ vẻ hung hăng muốn đánh lộn với cậu Hoàng chọi lại không kém Nhưng ánh nắm tay Hoàng khẽ bảo Thôi anh, nhịn là hơn, đừng nói gì hết Hoàng còn đang tức giận bảo để tôi cho họ một bài học Kéo họ làm tan Ánh kề miệng vào tai Hoàng Bảo nhỏ Chỗ này chật quá Nếu đánh nhau với mẹ Thì đổ hết cánh hàng của em Một chút bóp mưa em về Hoàng nghe lời ảnh Không nói lại một câu Trong khi mụ mập cứ treo chẻo cái mồm Trời Sài Gòn không giống như trời Ở các nơi khác Lúc nắng thì nắng chan chan như thiêu Như cháy Lúc mưa thì ao ao trút đại hồng thủy xuống trần gian thành phố đang khô ráo Thiên hạ đang đi tấp nập ngoài đường Không có một báo hiệu gì là trận mưa sắp đổ Bỗng dưng ông trời động cơn Thổi một cơn gió chút một trận mưa rào rào Như muốn lùa trôi cả Sài Gòn ra sông Nhưng không lâu Chỉ 15 phút hay nửa giờ Sau cơn điên rồ tràn ngập Rồi trời tạnh mưa Không còn rơi rớt một hột nhỏ Hoàng ngó lên trời đã thấy lác đác năm ba ngôi sao Đám người đục mưa đã lần lượt kéo ra đường Ung dung đi chơi hoặc bu lại các cánh hàng quà ánh kề vai vào đòn gánh mỉm cười bảo hoàng em bán hết rổ hộp dịch lộn và mấy con khô mực sao em về hoàng theo ánh ra ngồi dưới trụ đèn vì chỗ bán hàng lúc nãy đã bị nước mưa động lại thành dũng câu chuyện thân mật lại tiếp tục giữa đôi bạn tâm tình có khách đến ăn ánh rối rít bán hàng hoàng đến giúp ánh trong vài việc nhỏ rót rượu mời khách nướng khô mực rửa ly rửa đĩa trong một chậu nước Khách đi rồi hai người lại rù rì trò chuyện Khoan hỏi Má không đi bán với ánh à Dạ má em bán ngoài bến tàu Em rầu cho má em quá Dạo này bả mèo với một ông nào đó mà em ghét quá Sao anh ghét người ta Người gì mà tướng mạo như du côn Nghe nói chú ấy làm cai ở bến tàu Không biết cai gì Mà coi bộ có nhiều em út làm phu khiên giác Anh biết không Bữa nọ ổng đến nhà em Nói với má em rằng Ổng sẽ giới thiệu cho em một người đàn ông có nhiều tiền Ánh cười nói tiếp Ổng làm đâu như em thích những người đàn ông có nhiều tiền Hoàng cũng cười Thời buổi kiếm tiền Đa số con gái đều muốn lấy chồng giàu Chứ có ai ngu dại gì mà đi lấy chồng nghèo Phải Em cũng đồng ý với anh Nhưng mà Có bốn người khách kéo đến ngồi xuống ghế Bảo ánh dọn ra một chục hộp dịch lộn anh đếm lại trong rổ còn đúng 12 hộp liền mời khách Cháu còn 12 hộp Mời mấy bác dùng hết nhé Ừ thì cô nương cho hết 12 hộp đi Các bác uống rượu không Có chứ Cô nương cho tụi tôi 4 ly Hoàng sốt sắng giúp ảnh Lấy 4 ly nhỏ trong thúng ra để trên ghế dài Lấy chai rượu đế rót ra ly Ánh thì dọn ra hai đĩa hộp vịt lộn Một dĩa rau răm Một dĩa muối tiêu trong lúc bốn người khách ăn nhậu và trò chuyện ôm sầm ảnh lo thu dọn cánh hàng để sửa soạn đi về nửa giờ sau mấy người khách mới ăn xong ảnh bảo hoàng thôi em đi về đây anh hoàng em cảm ơn anh và chúc anh kiếm được việc làm thì em mừng cho anh hoàng đưa ảnh về nhé ảnh tủm tỉm cười cảm ơn anh hoàng em về một mình được mà hoàng đưa ảnh về chúng ta cùng đi cho vui dạ cũng được nhưng sợ mất công anh đi xa Đây về ăn bình mà Xa gì Dạ tùy anh Ánh kề vai vào đồng gánh Bước đi nhẹ nhàng quyển chuyển Hoàng vui vẻ đi bên cạnh Dọc đường Hoàng hỏi tiếp câu chuyện dở dang lúc nãy Má dạo này có chồng khác rồi hả Ánh cười rất tự nhiên Hai ông bà lấy nhau thật sự rồi anh ơi Ông về ở nhà ánh sao chưa ở hẳn Nhưng đi đi về về luôn Em ghét lắm Sao anh ghét Coi bộ ông ta luôn manh lắm Nhậu nhẹt tối ngày Ăn nói thì tục tiểu Ông có thương ảnh bằng ba lúc trước không Thương cái nỗi gì chứ Hạ người ấy mà biết thương ai Mà em đâu có cầu ổng thương Cái thứ cha ghẻ mà ăn thua gì anh Cha ghẻ cũng tùy theo hạng chứ Cha ghẻ của thằng bông Sao vẫn cưng thằng bông như con ruột đó thì sao Người ta có học thì khác chứ Với lại cũng tùy theo hoàn cảnh Cái ông này thì em thấy mặt là em ghét Không hiểu tại sao Ai đời ổng cái suối má em Bắt em đi làm chuyện tồi bại để kiếm tiền Hoàng ngơ ngác thật thà không hiểu Chuyện gì tồi bại để kiếm tiền hả anh Hoàng không hiểu sao Nhưng em đâu có chịu Nhiều khi chán nản Em muốn xin phép má cho em đi về ở quê của ngoại Với Cần Thơ Nhưng má không cho Tại sao tại bả có một mình em là gái nên bả không muốn xa em em xin bả cho em đi học nữa bả cũng không cho sao thế bả nói tiền đâu mà tiếp tục học bả hỏi em học nữa để làm gì ai ở nhà lo cơm nước cho mà học hay là ánh kiếm công việc gì làm miễn đủ tiền nuôi sống để có thì giờ học thêm tụi mình phải xây dựng một cuộc đời có ý nghĩa chứ chẳng lẽ cứ như thế này mãi sao anh hoàng tưởng em không biết nghĩ đến việc đó hay sao Em cũng đã nhờ bạn bè kiếm giùm cho em một chỗ làm Như đứng bán hàng ban ngày Để ban đêm tiếp tục đi học Nhưng kiếm chưa ra chỗ Sao ảnh không tự mình đi kiếm việc Con gái dễ tìm việc hơn con trai Nhất là ảnh có sắc đẹp nữa Ảnh bẽn lẽn ngó Hoàng Em mà đẹp gì anh Ảnh đẹp lắm chứ Hoàng nói thật đấy Không phải nói nịnh đâu Anh đi xin việc làm chắc được liền Thời buổi này thất nghiệp hàng đống Xin việc làm đâu có phải dễ anh Em đang vào một tìm việc trong báo Một tuần rồi mà chẳng có ai kêu hết Mấy con bạn của em Đổ trung học đệ nhất cấp rồi Có đứa đổ tú tài nhất Cũng nằm nhà một năm nay đó Em thấy em đi bán hàng rong thế này Cũng tạm đủ sống được rồi Không cần phải đi làm đâu cả Câu chuyện đến đây Thì đôi bạn đã gần đến nhà ánh Còn cách nhà độ 10 thước Ánh dừng bước mỉm cười ngó hoàng cảm ơn hoàng đã đưa em đi một quãng đường xa hoàng muốn đưa ánh đến tận nhà nhưng ánh bảo thôi hoàng à em không muốn hàng xóm trông thấy em đi với hoàng sợ họ hiểu lầm chúng ta cảm ơn hoàng và chúc hoàng về ngủ ngon nhé ánh bước đi một mình duyên dáng với gánh hàng nhẹ nhõm hoàng đứng lặng lẽ nhìn theo cho đến khi ánh quẹo vào cỏ hẻm còn quay lại mỉm cười gần một giờ khuya Hoàng đúng đỉnh đi về Đầu óc liên miên nghỉ ngợi chín giờ sáng hôm sau Hoàng trở lại nhà ánh Ánh nóng lạnh nằm mê man trên giường Trùm mền kính mít Hoàng vừa lấp ló toan bước vô cửa Thì gặp má ánh trong nhà đi ra Cậu hỏi ai Hoàng ngượng nghịu đáp Dạ thưa bác Cháu hỏi ánh Bà tư rỗ Bà con hàng xóm thường gọi má ánh như thế Vì hồi nhỏ bà đau trái rạ Bị rổ mặt đăm đăm ngó cậu con trai lạ mà bà chưa gặp lần nào coi bộ cũng nghèo nhưng mặt mày hiền lành dễ thương bà hỏi tiếp cậu là ai dạ thưa bác cháu là bạn học cũ của ánh ở trường chợ quán mời cậu vô nhà con ánh nó đau nó nằm kìa cậu hỏi nó có việc chi hoàng thấy ánh trùm mền trên chõng tre không quậy cửa hoàng buồn bã xót thương nhưng không dám đến gần hỏi thăm cô bạn gái cậu chỉ hỏi bà tư rỗ thưa bác ánh đau sao tại nó đó hôm qua đã nóng lạnh tôi biểu nó ở nhà đừng đi bán mà nó không nghe lời tôi nó sợ nghĩ bán hàng một bữa thì không có tiền cứ đòi đi rồi bị mất mưa khuya về nóng lạnh nằm miết tới bây giờ đó thưa bác anh có uống thuốc không hồi nãy tôi thấy nó rên quá rờ đầu nóng hực tôi lấy dầu nhị thiên đường cho nó uống vài giọt thưa bác ở nhà có thuốc tây không làm gì có phần thì tôi cũng muốn đau này tôi cũng nóng lạnh hai ba bữa rày mà phải cố gắng dậy để đi chợ mua đồ về bán chứ không lẽ hai mẹ con nằm mẹp hết bác cho phép cháu hỏi thăm ánh một chút nhé bà tư rỗ không muốn thế nhưng thấy cậu học trò nói năng lễ phép bà cũng gật đầu ừ hoàng bước đến gần giường ánh bà tư ngó theo cử chỉ của cậu Ánh nằm quay lưng ra ngoài, trùm mền kín đến cổ, làn tóc dài đen nhánh bỏ xõa xuống giường. Ánh đang mê man bất tỉnh, hoàng khẽ sờ lên trán thấy nóng như lửa. Ánh thở mệt nhọc, đôi mắt nhắm riết dưới đôi mi dịu dàng, khuôn mặt hồng hào xinh đẹp lạ thường, xinh đẹp hơn lúc ánh khỏe mạnh. Hoàng thương ánh quá, nhưng cậu vội vàng quay ra chào bà Tư. "Thưa bác cháu về. Cậu ngồi chơi đã. Cậu tên chi?" hỏi con ánh có chuyện chi không nói cho tôi biết để chừng nào nó khỏe vậy tôi nói lại dạ thưa bác cháu là hoàng cháu đến thăm ánh chứ không có chuyện chi hết thôi cháu xin phép bác hoàng lễ phép chắp hai tay trước ngực chào bà tư rồi bước ra cửa bà tư vô nhà dọn dẹp sơ sài vài nơi rồi cầm cái thúng đến gần giường con gái bà khẽ đập vai con ánh 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 mê màng không trả lời Bà lại nói tiếp Ánh quậy cửa bà bảo Má đi chợ đây nha con Ánh chỉ rên một tiếng Rồi nằm yên trở lại Coi bộ quể quải lắm Bà tư ra đi sau khi khép cánh cửa ván. Cánh cửa làm bằng 10 tấm ván thùng sữa ghép lại Và bồi giấy nhật trình phía bên trong Vào khoảng 12 giờ trưa Hoàng lại đến Cánh cửa dán còn khép Hoàng đánh bạo gõ hai tiếng một lúc cửa hé mở để lọt vào tia nắng trong căn nhà tối ôm và ẩm thấp người mở cửa là bà tư hoàng ngó vào nhưng vẫn thấy ánh còn trùm mền nằm trên chõng tre bà tư tỏ vẻ không bằng lòng thấy cậu học trò trở lại bà thoáng nghi ngờ cậu này có tình ý gì với con gái bà bà bảo con ánh nó còn đau hoàng móc trong túi áo sơ mi lấy ra một trăm năm đồng bạc với cử chỉ ngượng nghịu và sợ sệt đưa bà tư thưa bác cháu xin gửi bác số tiền này nhờ bác trao lại ánh bà tư chưa cầm sắp giấy bạc nhưng nét mặt bà tươi tắn hơn một chút bà hỏi tiền gì đây thưa bác tiền này là tiền hoàng ấp úng vài câu bịa đặt dạ tiền của cháu mượn ánh hồi trước nay cháu đem trả ánh bà tư không hiểu vì bà biết rằng con cái bà làm gì có tiền cho ai mượn cho cậu học trò mượn đến 150 đồng Là một món tiền lớn Đối với gia đình bà Là chuyện hơi lạ Bà hỏi Tiền gì Nó cho cậu mượn hồi nào Thưa bác Hồi năm ngoái Hoàng bỗng thấy mình không thể đặt chuyện nói láo với má ánh hơn nữa Và thấy má ánh đang nghi ngờ Cậu liền trao tiền cho bà Và nói vội vàng để từ giả Thưa bác Nhờ bác đưa lại cho ánh Cậu lại móc trong túi áo lấy ra một ống thuốc viên Thưa bác đây là thuốc thương hàng Cháu xin gửi bác để bác và ánh uống Cháu xin bé bác cháu về Hoàng vội vàng ra đi Sau khi đã đưa bà Tư cầm số bạc Và ống thuốc viên trừ bệnh nóng lạnh Bà Tư rỗ mừng thầm Tình cờ được số bạc 150 đồng Tuy bà chưa biết là tiền gì Của cậu học trò lạ gửi đưa con gái bà Bà vào bếp nấu nồi lá sông cho ánh Tuy bà tin rằng Sông là hết cảm sốt Vì đó là môn chữa bệnh rẻ tiền nhất của nhà nghèo và thường là hiệu nghiệm nhất nhưng khi xong rồi bà cũng lấy thuốc đưa cho ánh con coi à có phải là thuốc nóng lạnh không ánh cầm xem nhãn hiệu phải rồi má phải thì con lấy uống đi cho mau hết bệnh thuốc ở đâu đây má má mua hả của cậu học trò gì quen với mày đó ai hả má cậu gì tao quên tên rồi nó còn gửi tao đưa trả lại mày 150 đồng bạc đây Tiền gì mà mày cho nó mượn hồi nào Tao cũng không biết nữa Ánh ngạc nhiên trố mắt nhìn mẹ Vừa mới tỉnh cơn mê sản Ánh ngơ ngác không hiểu mẹ nói gì Nhưng bỗng dưng hình ảnh của Hoàng Thoáng hiện ra trong trí nhớ Ánh hỏi mẹ Anh học trò nào má Có phải cái anh có nút ruồi son Ở nơi màn tan đó không Tao đâu có biết nó có nút ruồi hay không Tao chỉ nhớ nó nói tên nó là thằng Thằng gì bạn học cũ của mày ở trường chở quán á Phải anh Hoàng không má Ờ thằng Hoàng Ánh yên lặng một lúc rồi hỏi Anh Hoàng đưa má 150 đồng Mà ảnh nói sao Tiền mày cho nó mượn hồi nào Ai biết Nó nói nó gửi trả lại mày đó Con đâu có tiền cho ảnh mượn hồi nào Tao biết đâu anh gửi ống thuốc này cho con nữa hả má Ừ Anh đến đây hồi nào hả má Bà Tư lại nói đầu đuôi cho con gái nghe Xong anh bảo Chắc là anh đến thăm con Thấy con đau anh đi mua thuốc Và gửi tiền cho con mượn để uống thuốc Chứ con làm gì có tiền cho anh mượn Nó làm nghề nghiệp gì Hoàng học giỏi lắm Nhưng cũng nhà nghèo Thi đổ trung học để nhất cấp rồi bây giờ thất nghiệp Sao nó có tiền cho mày mượn Chắc là ảnh vay mượn của ai Chứ ảnh làm gì có tiền Cảm động vì cử chỉ tốt đẹp của người bạn trai Quá thương yêu mình Ảnh nằm lại xuống giường Thúc thích khóc Bà Tư xuống bếp múc một tô cháo nóng Đem lên gọi ảnh dậy ăn Nhưng ảnh không dậy Ảnh không về một người bạn trai cũng nghèo khổ như ánh Đang thất nghiệp bơ vơ trên đường đời mà có lòng thiết tha lo lắng cho ánh trong lúc ánh đau thật là một cử chỉ cao quý một tấm lòng vàng lần đầu tiên trái tim của ánh hồi hộp rung động nếu ánh biết rõ số tiền một trăm năm đồng kia ánh sẽ càng thương hoàng biết bao nhiêu nữa ánh không biết rằng hoàng có một chiếc đồng hồ đeo tay do một người chú họ thưởng cho hoàng khi hoàng thi đỗ tuy nó là đồng hồ đã cũ nhưng hoàng xem nó là kỷ niệm quý báu nhất của hoàng mà sáng nay Hoàng đã phải đem bán Để lấy 150 đồng bạc Đưa cho ánh và mua thuốc cho ánh Ánh đâu có về Chỉ tưởng rằng Hoàng vay mượn tiền của ai Để giúp ánh trong lúc bệnh hoạn Cũng đã đủ khiến ánh cảm phục hảo tâm Của người bạn trai kia rồi Đối với những kẻ nghèo như Hoàng và ánh 150 đồng bạc không phải là một món tiền nhỏ Và Hoàng giúp ánh trong lúc này Chứng tỏ rằng tình yêu của Hoàng rất thành thật và cảm động rồi đây ánh biết lấy gì đền đáp lại ơn chàng nghĩ quanh quẩn bấy nhiêu đó ánh không sao cầm được giọt lệ ánh vừa vui sướng vừa buồn bã liên miên vui bởi ánh được một người bạn trai ân cần chiếu cố đến âm thầm săn sóc cho mình và tha thiết thương yêu mình buồn bởi số phận hẩm hiu cuộc đời vất dưỡng ánh cũng như hoàng sống một hiện tại tối tâm một tương lai mù mịt bao nhiêu nghị lực và hy vọng của tuổi trẻ đều như bị chôn vùi trong đau khổ nghèo nàn nếu hoàng biết rõ câu chuyện xảy ra đêm hôm qua thì hoàng sẽ còn sót xa cho ánh biết bao sáng nay má ánh chỉ cho hoàng hay rằng tại khi hôm ánh đi bán bị mắc mưa về nhà nàng lạnh nên bị cảm thương hàng đó thôi nhưng thực ra ánh nằm vùi cả ngày hôm nay mê man bất tỉnh đâu có phải vì mắc mưa đêm qua lúc bán hàng ở rạp hát cầu muối sự thật là sau khi Hoàng đưa ánh về gần đến nhà Và Hoàng đã đi rồi Ánh gánh hàng vào nhà Thì ngạc nhiên thấy chú Cai Mão Cha ghẻ của ánh Làm cai thầu khuân vác ở bến tàu Đang ngồi uống rượu với một thầy nào lạ Má ánh đang dọn đồ nhậu trên bàn Ánh đã thấy khó chịu rồi Nhưng nàng vẫn lấy bộ mặt nghiêm nghị Và thản nhiên quải gánh vô nhà Chú Cai Mão cất tiếng hỏi ánh Với giọng nhịu ngọt bất thường Cô gái cưng Đi bán hàng bây giờ mới về đó hả con tối nay bán được khá không con ánh không thích nghe tiếng cưng và tiếng con trong câu nói của người cha ghẻ nàng làm thinh không trả lời người khách lạ cũng cười hóm hỉnh khen ngợi ánh chà cô hai giỏi quá sa cô hai duyên dáng xinh đẹp như vậy chắc là bán hàng đông khách lắm ánh đã quẩy gánh biến vào sau bếp không trả lời người khách lạ Anh rất ghét cái giọng đùa giỡn lố lăng như thế ánh đang dọn dẹp gánh hàng thì cai mão lại gọi Hai ơi Còn khô mực đem ra đây con Ánh hết sức bực mình Tuy trong thúng vẫn còn mấy con khô mực Nhưng nàng không thích đem ra nhà ngoài Để đãi người khách lạ Nàng đã ghét ngay người ấy Vì câu nói vừa rồi Và nàng vẫn không ưa Người chắc ghẻ tục tiểu Mỗi lần hay gấm ghé nàng Và suối má nàng Ép nàng làm nghề mãi dâm lậu thuế Để y trước khách kiếm tiền Vì ác cảm nên nàng trả lời vắng tắt Hết khô mực rồi cai mão làm thinh y rót thêm rượu mời khách rồi nói thì thầm với người này sao thầy hai thấy con nhỏ được không người khách lạ nhoẻn một nụ cười khoái trá gật đầu lia lịa ngộ lắm thầy ngồi đây chơi cứ việc nhậu đi để tôi ra sau kêu nó ra khách lạ tủm tỉm gật đầu cai mão đứng dậy ra sau bếp ánh đang dọn dẹp đi ngủ nàng có một chiếc ghế bố riêng kê cạnh trái bếp nàng đang cột dây treo mùng chiếc mùng cũ kỹ đã rách giá nhiều nơi mà vẫn còn nhiều lỗ hở má ánh đun nước sôi để pha trà cai mão đến gần ánh hai ơi có ông chủ sự thương chánh quen lớn với tao ông muốn nói chuyện với mày có bộ ổng thương mày lắm đó mày đem mình trà ra pha một chén mời ổng đi hiểu ý người cha ghẻ ánh lắc đầu từ chối tôi không ra đâu cai mão nổi quạo liền sao Mày không ra hả Ánh làm thinh nuôi cui cột dây mùng Ánh sợ người cha ghẻ du côn lắm Ánh đã biết Y là một tay vũ phu lợi hại Đến má ánh mà cũng còn sợ y Nữa là ánh Nhưng ánh tức lắm Trai mạo lại khẽ dò ánh Nói rầm rì bên tai Hai à Tao quen với thầy hai cầm mi Thầy là người tử tế Thầy thương mày Thầy cho mày nhiều tiền Thầy may áo mai quần cho Thầy sắm dòng vàng cà rá hột xoàn cho Thầy muốn đưa mày đi coi hát trong chợ lớn với thầy Tao với má mày cho phép mày đi với thầy hai đó Ánh ngồi xuống ghế bố khóc Ánh không dám khóc lớn Sợ cha ghẻ đánh cai mão liền bảo vợ Sự thật bà Tư Rỗ không phải là vợ Mà chỉ là tình nhân của y Vì sợ y mà phải lấy y luôn cai mão bảo bà Tư Bà phải rầy con ánh chứ Còn bộ con nhỏ cứng đầu đó Bà Tư trả lời Ông rầy nó cũng được chứ Nó còn nhỏ nó biết gì 19 đôi mươi rồi còn nhỏ gì nữa Con gái đã lớn mà không nghe lời cha mẹ Mày có đi học Mày thi đổ sao mày không biết câu tục ngữ Cá không ăn muối cá ương Con không nghe lời cha mẹ Trăm đường con hư Ánh càng khóc sướt mướt Cai Mão nói tiếp Giọng nói lè nhẹ sai rượu Anh Mày Mày lớn rồi Mày không biết làm ăn giúp đỡ cho má mày sao Má mày nghèo Nghèo cho đến nỗi có bữa không có gạo nấu Tao phải đưa tiền cho má mày đi chợ Vậy mà mày Mày không kiếm nghề gì làm cho có tiền để nuôi má mày sao Không lẽ mày cứ đi bán mấy cái Mấy cái hộp dịch lộn với mấy con khô mực đó Mà đủ nuôi hai má con mày sao Mày ngó lại cái thân mày coi một cái áo ni lông để mặc cho le lối với người ta mày cũng không có Vậy mà tao biểu mày mấy lần à, mày mày cũng không nghe lời tao Vậy thì mày muốn gì anh Mày nói cho tao nghe coi Mày không nghe lời tao phải không Ba à, ba mày chết rồi Thì tao Tao không phải là ba mày đây sao à, hả anh Anh lặng lẽ ngồi khóc Nước mắt ràng rụa Cai mão đã say quá rồi Y đứng không vững nữa Thở ra toàn hơi rượu y chụp tay ánh bàn tay vũ phu của y nắm đau điếng ánh đẩy ra không được bị y giật mạnh miệng khề khà bập bẹ ánh tao cấm mày tao cấm mày không được khóc nữa nghe mày lau nước mắt đi ra đây với tao để để tao giới thiệu mày cho thầy hai cầm mi đi đi ánh ánh dùng dần la lên vừa la vừa khóc nức nở Ba ơi, ba ơi, ba chết làm chi để cho thân con coi cút đau khổ thế này hả ba? Ba ơi, ba ơi, con khổ lắm ba ơi. Cai Mão đánh ánh một tát tay thật mạnh. À, con nhỏ này, mày la hả? Mày réo cái thằng cha mày sống vậy để làm gì tao hả? Y thôi mạnh vào ánh một thôi, mày giỏi réo nữa đi, tao coi. Ánh té sụm xuống đất, một tay vẫn bị cha ghẻ nắm chặt. Má ánh thì ngồi yên bên bếp lửa Làm thinh không dám nói gì Người khách lạ từ ngoài đúng đỉnh bước vào Vỗ vai cây mão Thôi chú hai Đừng đánh cô hai Tội nghiệp cổ mà tôi can Thầy hai cầm mi gỡ tay cây mão ra Và ngồi chồm hởm xuống cạnh ánh Để tay lên vai ánh Cô hai đừng khóc nữa Ánh hất tay người lạ Dục đứng dậy chạy ra phía sau khóc ấm ức Cài mão đứng trong nhà bếp chửi ra con mẹ mày Mày giỏi làm bộ à, cái mặt chó mày Mày coi tao à. Chị Tư Rỗ nghe Cai Mão nói động đến chị Liền lên tiếng hỏi Ông chửi con đĩ mẹ ai đó Ông ghét nó thì ông làm gì nó Ông làm đi Ông giết nó đi Chứ sao ông chửi tôi Cai Mão sặc mùi rượu lè nhẹ Bà không dạy được con kia Bà còn binh nó hả Bà muốn binh nó thiệt không Bà nói đi <laughs> Con gái bà hay lắm đâu đồ cho đẻ không biết thân lại còn à, còn nè tôi nói cho biết nha hùng liệu hồn con anh đà thầy hai cầm mi thấy chuyện lộn xộn trong nhà cai mẫu và nghe tiếng bà con hàng xóm thì thầm to nhỏ ở ngoài đường và ở hàng rào sau y bảo nhỏ cai mẫu thôi chú hai đừng giữ bới ôm sòm hàng xóm họ cười cô ấy không chịu thì thôi để khi khác Chú nên dịu ngọt dỗ dành cổ chứ đừng ép buộc cổ bực trí Không xong chuyện gì đâu Tôi về đây Mời thầy hai ở lại chơi đã Về chi lật đật Mai chú nhật mà Khuya rồi Mấy giờ mà khuya Gần 2 giờ sáng chú tử còn sớm lắm sao Tôi về thím tư Dạ Thầy hai cầm mi vội vàng bước ra Thấy ba bốn chị đàn bà Và vài cô gái kẹp tóc đứng súng xích ngoài cửa dòm vô nhà để rình nghe thấy hai mắt cỡ cúi đầu bước thật lẹ ra đường đi thẳng mấy người đàn bà con gái ngó theo sầm xì bàn tán trong nhà cai mão vẫn chửi bới ôm sòm không sợ ai nghe chị tư rỗ ngồi trong bếp làm thinh ánh còn khóc thúc thích ngoài sân sau đứng dựa chum nước cạnh hàng rào phên trời lại đổ mưa sau một trận gió lớn lá cây rụng xào xạc mưa trút xuống ao ào đen đặc cả vòm trời Bà con hàng xóm ai chạy về nhà nấy Nhưng về nhà họ vẫn lắng tai nghe Cai Mão bước lại đóng cửa bếp Bỏ mặt ánh đứng dầm mưa ngoài sân sau Quay vào y còn ngó hầm hầm vào mặt chị Tư Tôi cấm bà không được mở cửa nghe Để trời hành nó cho đáng đời Xong y đi lão đảo ra nhà trước Ngồi ghế rót rượu uống nữa Cai Mão uống chưa cạn ly Gục đầu xuống bàn Nói lãm nhảm như đứa điên rồi y đứng dậy qua giường tre của chị Tư kê gần dách Nằm phịch xuống giường Miệng lãm nhảm vài tiếng rồi ngủ khì Chị Tư coi bộ sợ sệt lắm Tuy chị công khai lấy cai mão đã 7-8 tháng trời Nhưng chị biết cai mão là một tay anh chị ở bến tàu Một tay du côn có tiếng Đã từng đánh đập chị nhiều lần Chị đã lỡ lấy y rồi Nên bây giờ chị ít dám cãi lời y Chị còn chiều chuộng y nữa là khác Bởi lẽ thỉnh thoảng y cho chị tiền bạc và đưa cho chị bán chợ đen vài thứ hàng hóa ngoại quốc Do bọn em Úc của Y cấp được ở dưới các chiếc tàu cập bến Dốt nát và thật thà Chị Tư cũng phục người chồng mới của chị là một tay yên hùng mã thượng Chính lời nói của cai mão thường khoe khoang với chị như thế Chị không cho nghề má cô là bần tiện đâu Vì đã nhiều lần chỉ biết chồng chị dắt gái cho khách để ăn quê hồng Lâu lâu được mối nào bở Y khoe với chị Và nếu chị xin tiền thì Y cũng móc dí lấy cho chị nghèo lắm Nghèo quá cho nên thỉnh thoảng được cai mão cho vài trăm Chị mừng quýnh Quen cách làm tiền dễ dãi như thế Chị cho rằng ma cô của chồng chị Là một nghề nuôi sống được Chứ cũng không có gì là hèn hạ Đối với ánh Con gái riêng độc nhất của chị Hồi còn đời chồng trước Và ánh còn được đi học Thì chị cưng lắm Hồi ánh thi đổ bằng tiểu học Hai vợ chồng mừng rối rít Mua một con gà về làm gỏi cúng ông bà cha mẹ và mời cô ruột của ánh với vài người bà con hàng xóm đến ăn uống rượu chè để mừng con gái thi đỗ anh tư cố gắng cho ánh đi học trường gia long kể đó ba của ánh bị chết oan uổng vì tai nạn lao động ánh đành ở nhà giúp mẹ dần dần cửa nhà suy sụp đã nghèo lại nghèo thêm chị tư làm công ở hãng thuốc pasto nhưng bị đau ốm cứ nghĩ hoài nên không đủ tiền nuôi sống hai mẹ con ánh tìm không được việc làm đành phải đi bán hàng trong kiếm tiền độ nhật rồi chị tư gặp cai mão lúc đầu được y giúp ít tiền tưởng đâu là người tử tế sau khi mèo chuột lén lúc đã đời chị tư công khai ăn ở với cai mão giới thiệu họ hàng làng sớm là chồng của chị rồi về ở luôn trong nhà chị từ đây ánh bắt đầu đau khổ vì người cha ghẻ ánh đã lớn nhờ có học tiêm nhiễm được phong độ lành mạnh của học đường ánh bắt đầu ghê tởm người cha vũ phu thỉnh thoảng đánh đập chửi bới mẹ ánh ánh rùng mình lo sợ đã hai lần cai mão lấy lời đường mật dụ dỗ ánh làm nghề mãi dâm ánh đã cười tuyệt ánh khóc lóc với mẹ nhưng chị tư rỗ quá sợ chồng chỉ trả lời một câu bơ thờ với con gái kệ mày mày muốn làm sao mày cứ nói với ổng tao không biết đâu đã hai lần như vậy rồi tuy cai mão chưa ép buộc chị ánh nhưng ánh đã lo sợ buồn rầu cố gìn giữ lễ phép nhu mì với người cha ghẻ để mong y thương hại khỏi làm hư hỏng cuộc đời thiếu nữ đêm nay thình lình cái chuyện mà ánh sợ nhất lại xảy ra một cách vô cùng tủi nhục má ánh vì quá kiên nể người chồng mới không dám bên vực con gái bị y ép buộc và đối xử quá tầng nhẫn như thế tình nghĩa mẹ con và lương tâm của chị đã bị thái độ giả man của chồng chà nát dưới chân chị cũng đành chịu không dám hé răng Nói đúng ra Chị Tư không phải theo bè với cai mão mà ghét bỏ con Trong lòng chị vẫn thương ánh Và đau xót cho hoàn cảnh của đứa con độc nhất của chị Nhưng chị sợ cai mão quá đổi Định dần dần để lúc nào y vui vẻ Sẽ năn nỉ y để cho con gái của chị trong sạch Hồng kiếm được người chồng tử tế đàng hoàng Cho nên chị làm thinh Âm thầm thương xót mà ngồi nhìn cảnh con gái mình Bị cha ghẻ của nó dài dò, đai nghiến Nghe cai mão đã nằm ngáy khò khò trên giường nhà ngoài chị đứng dậy khẽ mở then cửa bếp kêu ánh trời mưa tầm tã chị vừa hé mở cửa phên thì mưa gió tạt vào chị đứng một bên thò đầu ra ngoài trời không dám gọi to anh ơi ánh không trả lời trời tối đen như mực mưa sói ào ào chị tư lại gọi anh ơi đi vô con ánh vẫn lặng thinh không đáp chị chưa thông thấy ánh đứng chỗ nào một lúc chị dòm kỹ mới thấy bóng của ánh đứng yên lặng bên lu nước sát hàng rào phên ánh đứng đấy từ nãy giờ dầm mưa không nhúc nhích gọi tiếp ba lần ánh không trả lời chị tư mới chạy ra mưa nắm tay con gái kéo vô ánh dằn lại không đi má để mặc kệ con đi vô ba mày ngủ rồi con không vô đứng dầm mưa ngoài trời rồi đau đấy con ơi chết con cũng không cần nữa là đau con còn mong chết nữa đó Đừng có nói dại Con nghe lời má vô thay đồ đi ngủ Đêm nay con ngủ ngoài mưa Chị Tư nắm hai tay ánh kéo vào nhà Ảnh cố trì lại Hai mẹ con níu lại níu qua Dưới trận mưa rào trong đêm tối Nhưng có tiếng chị Năm Béo Nhà ở sát bên cạnh Từ trong căn nhà tối thui nói ra giọng dạc Cô anh Cô đứng dầm mưa từ nãy giờ Cảm thương hàng đã cô Đi vô nhà ngủ đi Nghe tiếng nói của chị Năm béo mỉa mai làm sao. Đó là chị Mỉa mai chị Tư rỗ mà thương xót cho Ánh. Tiếng nói của chị Năm béo hiền từ nhưng chua chát, cố ý để cho chị Tư rỗ biết rằng cả xóm trong ngõ hẻm an bình này đều đã nghe hết những chuyện xảy ra trong gia đình chị Tư đêm nay. Chị Tư nói thầm với con gái, "Đi vô con, để hàng xóm người ta cười." Ánh suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ bước vô nhà. Ánh thay đồ lên ghế nằm Ánh bắt đầu thấy ơn ớn lạnh Mà rờ lên trán lại nóng hổi Ánh lấy mền đắp Một hồi lâu nổi run cầm cập Rồi ánh mê mang bất tỉnh cho đến sáng Chiều ánh dậy được Nghe mẹ nói có cậu học trò đến thăm Ánh đoán biết là Hoàng và từ hôm ấy Trong tim nàng nảy ra một mối tình mang mát Một mối tình Cũng chưa phải hẳn là thế Vì lòng ánh còn trong sạch Quá bình thản tự nhiên Đã biết yêu đương là gì đâu Nhưng ánh cứ thế sao xuyến Mỗi lần nhớ đến người bạn học cũ nghèo khổ như mình Đã lo lắng săn sóc cho mình Khi ốm đau bất ngờ Và cũng từ hôm ấy Ánh nảy ra ý nghĩ muốn bỏ nhà ra đi Ánh ghê sợ người cha ghẻ vô lương tâm muốn lợi dụng sắc đẹp của nàng để làm nghề buôn hương bán phấn ánh mong cho cơn nóng lạnh mau khỏi để ánh ra đi phước cho rồi ánh lo sợ người cha ghẻ giả man và nghĩ thầm rằng nếu mình còn ở nhà thì thế nào cũng có ngày y đánh mình chết đã hai lần rồi y đã dụ dỗ mình và suối mẹ mình bắt ép phải bán thân vào cảnh sa đọa để y làm tiền lần này y đã cư xử khốn nạn với mình như thế Biết đâu mai mốt Y sẽ tái diễn cái trò tàn bạo kia nữa Thì mình sẽ chịu đựng được nữa không Ánh rất đau khổ Thấy mẹ ánh quá sợ người chồng vũ khu Không dám lấy lời lẽ can gián y Để binh việc cho ánh Lẽ nào mẹ ánh mê tình nhân Đến nỗi ghẻ lạnh với con gái Để mặc cho y cha đạp lên tấm thân côi cúc bơ vơ Mà bà lặng lẽ ngồi nhìn Ánh buồn hết sức Nhất định Nhất định lần này phải bỏ nhà bỏ mẹ ra đi tìm một nơi nương náu để bảo vệ tấm thân thiếu nữ gặp cảnh đa đoan ánh băn khoăn một khi ra đi lưu lạc làm sao gặp lại hoàng không ngờ ngày nay đời ánh lẻ loi hiu quạnh chỉ còn có một người bạn trai hiền lành nghèo khổ kia là xót xa thương ánh yêu ánh mà thôi ánh cố nén lòng ở lại ráng chờ hoàng đến để hẹn với hoàng một cuộc gặp gỡ nói hết chuyện ánh cho hoàng nghe nhưng ánh chờ cả ngày hôm sau hoàng không đến Tối hôm ấy vào khoảng 10 giờ Cai Mão về nhà Mặt đỏ như cất Sặc sụa hơi men Vừa bước vô nhà Y lè nhà hỏi Còn anh làm gì ở trong nhà ha Anh còn đang mệt Đang nằm trên ghế bố Tay chân bủng rủng Nhưng nghe tiếng cha ghẻ Anh ngồi vùng dậy Lặng lẽ chạy ra sân sau Vội vàng leo hàng rào phên Trốn bên nhà bà Năm Béo Má anh đã đi bán hàng đêm Trong nhà không có ai một ngọn đèn leo lét treo trên vách tường cai mão vào nhà lục lọi sau bếp tìm không thấy ánh y chửi thề ầm ĩ Hâm he ánh rồi chửi đến chị tư là vợ của y nữa một lát sau người đàn ông lạ đêm hôm trước đủng đỉnh bước vô nhà cai mão dồn giả tiếp đón thầy hai còn mi mời thầy ngồi chơi hai người nói thì thầm một chập thật lâu ở bên nhà chị năm béo ánh ngồi lặng lẽ một mình chồng chị Năm đã đi chơi vắng Chị Năm và hai đứa gái nhỏ của chị Đứng nơi hàng rào dòm qua nhà ánh Thì thầm mét lại ánh những điều chúng nó nghe thấy bên nhà nàng Hồi lâu cai mão ra đi Để thầy hai ngồi ở nhà một mình Một lúc im lặng Ánh khẽ leo hàng rào về nhà Bước nhẹ nhẹ vào bếp Soạn áo quần của ánh bỏ vào một cái giỏ sách mây Hình như người đàn ông ngồi nhà ngoài nghe tiếng động trong bếp Y nhón gót giày bước vô Vừa trông thấy ánh Y nhếch mép cười rất lẳng lơ Cô hai, làm gì đó cô hai? Ánh làm thinh, lật đợt nhét đại vào giỏ mây những nguyễn tập, sách và đồ vật của ánh Hồi đi học, còn cất làm kỷ niệm thì hai cầm mi bước sấn tới Cô hai, cô đừng buồn nghe, tôi thương cô lắm Ánh không thèm trả lời, sách giỏ mây quay ra, đi chân không Nhưng người đàn ông chận lại Cô hai đi đâu? Bữa nay tôi tới đây để tặng cô hai một kim bạc còn tinh háo đây nè và một chiếc cà rá nói xong y thò tay vào túi quần rút bóp tiền ra ánh đi giật lùi đến chiếc bàn cạnh bếp trên bàn có một con dao phai ánh đứng yên đó ngó chồng chọc vào mặt người đàn ông thầy cầm mi cầm một kim bạc và cái hộp giấy nho nhỏ xinh xinh đựng chiếc cà rá miệng cười tình tứ thầy bước đến gần ánh ánh la lên lại gần tôi tôi đâm đấy ánh chụp con dao phai trên bàn người đàn ông nhút nhát thấy bộ tịch của ánh hung dữ và nét mặt quả quyết y không dám lại gần ánh tay cầm con dao tay xách vỏ mây bước lẹ qua mặt người khách lạ ra ngoài nhà đi thẳng luôn ra ngõ ba mẹ con chị năm béo và mấy người hàng xóm đã đứng nấp bên ngoài đợi coi ánh đi đâu ánh còn quay lại viết dao phai vô cửa rồi đi luôn một mạch ra đường lộ những người ngó ánh ra đi đều thấy đôi mắt ánh tràn trề giọt lệ không ai biết ánh đi đâu Họ chỉ thở dài thương xót tay sách vỏ quần áo Ánh đi ra đường Trần Hưng Đạo Tới ngã tư Năng Xì sì, Thẳng đến sớm bàn cờ Ánh quẹo vào hai ba ngõ hẻm Tới trước một căn nhà lụp sụp Gõ cửa gọi Cô Sáu Trong nhà có tiếng một đứa nhỏ vọng ra Ai đó Em Nhung ơi Mở cửa cho chị Chị Ánh hả Ừ có má ở nhà không em Dạ má em đang ngủ Cánh cửa mở Ánh vào căn nhà tối ôm Một ngọn đèn dầu hôi liêu hiu Điểm một chấm đỏ trên bàn thờ quan công Em bé trạc 12 tuổi hỏi ánh Chị hai đến giờ này có chuyện chi không chị hai Chị đến ngủ với Nhung Chứ không có chuyện chi Nhung à Sao bữa nay chị hai không ngủ ở nhà Chị trốn nhà đến đây với Nhung Sao chị hai trốn sáng dậy chị nói chuyện cho cô và nhung nghe bây giờ chị buồn ngủ quá trong căn nhà chật hẹp chỉ kê chiếc giường gỗ chỗ hai mẹ con em nhung nằm bên cạnh treo một chiếc võng đã rách ảnh để vỏ mây quần áo xuống đất leo lên nằm vô võng nhung bảo nằm võng mũi nó thiêu chết chị hai chị hai lên giường nằm với em giường chật lắm để chị nằm võng được có mũi thì chị đắp mền căn nhà yên tĩnh lại như trước nhưng có tiếng giọng đưa kéo cà kéo kẹt đều đều tiếng giọng đưa như kết thúc tấn thẩm kịch riêng của ảnh như diễn tả nỗi niềm xót xa nghiền ngắm trong tim nàng ánh không ngủ được thao thức suốt đêm phần bị mũi kiếp do ve bên tai và bu lên mặt nàng phần đau khổ cho những chuyện đã qua lo ngại cho những ngày sắp tới sáng dậy sớm ánh thuật lại hết những điều đã xảy ra đêm qua cho cô của ảnh rõ Em Nhung ngồi nghe Cứ chắc lưỡi Thương hại cho số phận của người chị thân yêu con cậu Thiếm sáu tường là cô ruột của ánh Tức giận chị thương rỗ Thiếm chữ rủa không tiếc lời Rồi bảo ánh Thôi Con ở đây với cô Con gánh nước mướn ngoài phong tên Cũng có tiền nuôi sống Đừng về với đồ quả mổ đó nữa Từ hôm ấy Ánh ở nhà trọ bà cô ruột Ở sớm bàn cờ Và nghe lời cô Để kiếm tiền đủ sống tạm trong một thời gian ánh phải làm nghề đi gánh nước mướn Ở đây lúc mới đến ánh không có bạn bè Nhưng dần dần vì sự gặp mặt hàng ngày Ánh bắt đầu làm quen với vài thiếu nữ Cùng lứa với ánh Và toàn là bọn làm thuê ở mướn trong xóm Không cho ai biết nàng là một cụ nữ sinh Gia Long Ánh làm bộ mặt khờ khạo ngây thơ không biết gì Nhưng tại em Nhung Con bà cô hay đi khoe với trẻ nít trong xóm Chị Ánh học giỏi lắm đó chỉ đã học đệ tứ trường Gia Long cho đừng tưởng Thành thử nhiều thiếu nữ ở mướn không được đi học Đâm ra ghen ghét ánh Và những cô nữ sinh trong xóm Lại khinh khi ánh Họ trề môi biểu miệng Tìm lời chua hoa khích bác cô nữ sinh Gia Long Đi gánh nước thuê Nhan sắc thùy mị và yêu kiều của ánh Càng gây bao nhiêu dèm pha đố kỵ Ánh vẫn thản nhiên Tuy trong thâm tâm buồn chán Cho cuộc đời xuân sanh điều hiu ảm đạm và không thích giao du với những người cùng lứa Nhưng cùng một cảnh ngộ Ánh làm nghề gánh nước mướn này Kiếm được chút ít tiền Đủ sống tạm qua ngày Không phải nhờ giả bà cô Và không làm bận đến bà Chung chạ với bọn gánh nước mướn Giành giật ở phong tên Ánh tập được tánh mềm dẻo Khôn ngoan lanh lợi Nhưng không bị nhiễm bởi những thói côn đồ mất dạy Không bao giờ bắt chước chửi thề tục tiểu Như các bạn đồng nghiệp Hoặc nói năng đanh đá như họ Dần dần 3 tháng sau Ánh quên những chuyện của người cha ghẻ Nhưng vẫn thương xót bà mẹ hiền Bị tên lưu manh đè nén Và đôi khi đánh đập chửi bới tàn nhẫn Má của ánh thuộc về loại đàn bà Việt Nam An thường thủ phận Tuy nghèo nhưng cam chịu phận nghèo Tuy bị người chồng vô lại đối xử tàn ác Nhưng không bỏ được chồng Và còn lui cui làm lụng Để phụng dưỡng cho hắn nữa Người duy nhất hiểu được hoàn cảnh tâm sự của ánh là Hoàng Và cũng là người duy nhất mà ánh băn khoăn thương nhớ nhiều lần anh muốn tìm đến thăm Hoàng Nhưng không biết Hoàng ở đâu Người bạn học cũ có lòng thiết tha với anh Cũng không biết anh ở đâu Sau khi anh bỏ nhà ra đi Hoàng có đến một lần để thăm anh Hoàng thấy nhà đóng cửa Hoàng có trở lại hai lần nữa Lần sau chót Hoàng gặp chị Tư Rỗ đang ngồi trong bếp nấu cơm Hoàng hỏi Thưa bác Có anh ở nhà không ạ à? Bà Tư trả lời lạnh lẽo Nó đi đâu rồi má ánh không nói gì nữa hoàng đứng yên lặng một lúc lâu hơi ngạc nhiên về thái độ bà tư sau cùng cậu hỏi thưa bác ánh đi đâu ạ à? bà tư gắt gỏng nó đi đâu ai mà biết được cậu hỏi làm gì hoàng không dám hỏi nữa chào bà tư ra về đêm sau đúng vào lúc bà tư rổ đi bán hàng hoàng trở lại lãng vảng trong ngõ an bình hỏi người lối xóm bà năm béo bảo Cô anh bỏ nhà ra đi đâu rồi Tại người cha ghẻ hành hạ cổ Ép cổ làm nghề bậy bạ Rước khách kiếm tiền Cổ không chịu Thưa thím Thím có biết Ánh đi đâu không Tôi thấy đi mà không biết đi đâu Bà Năm Béo kể lễ sự tình đầu đuôi Các việc xảy ra Tại nhà bà Tư Rỗ Khiến ánh phải bỏ nhà trốn đi Xong bà hỏi Hoàng Cậu có quen với cô Ánh hả? Dạ cháu là bạn học cũ của Ánh tội nghiệp con nhỏ quá chắc là nó trốn đi lục tỉnh từ khi chị tư lấy cái thằng cai mão khốn nạn à con ánh thì nó cực khổ vàng trời ai thấy nó vậy mà không thương trong xóm này ai cũng thương con ánh hết hoàng ra về hoang mang trong trí óc chẳng biết số phận ánh hiện giờ ra sao hoàng càng thương ánh nhớ ánh và nghĩ thầm rằng bao giờ cậu kiếm được việc làm cậu sẽ dành dụm tiền để đi tìm ánh lấy ánh làm vợ hàng ngày những khi đi sinh việc ở sài gòn hoàng thường quanh quẩn ở các đường phố tìm xem may ra có trông thấy ánh không ánh cũng thế gánh đôi thùng ra máy nước để sắp hàng với các đôi thùng khác ánh cầm đòn gánh đứng giữa gốc cây buồn bã không nói năng thoáng thấy trong đám người qua lại trên đường phố có chàng trai nào dáng điệu hơi giống hoàng mắt đầm đầm ngó theo xem có phải hoàng không Ánh bùi ngùi nhớ lại số tiền 150 đồng của Hoàng gửi mẹ Ánh đưa cho Ánh hôm Ánh bị cảm thương hàn. Nàng nhớ lại tất cả những câu chuyện của Hoàng với Ánh trước rạp hát cầu muối đêm trời mưa to. Nàng nhớ lại tỉ mỉ những cử chỉ quý mến, cảm động của người bạn trai đối với nàng hồi còn cấp sách đến trường. Nhớ bao nhiêu lại thương bấy nhiêu. Ánh nghĩ rằng nếu trong lúc này Ánh gặp Hoàng và Hoàng rủ nàng đi bất cứ đi nơi nào Miễn là được đi với Hoàng Sống với Hoàng là ánh bằng lòng ngay Đi đi thôi Đi cho thật xa Đến nơi đất khách quê người Hai đứa bạn tâm tình cùng chung cảnh ngộ Chỉ biết yêu nhau và đùm bọc lấy nhau Ảnh đâu có mơ tưởng gì hơn Gánh đôi thùng nước đầy trở về ngõ hẻm Đổ mướn cho các nhà trong xóm Hai vai nặng trĩu, Ảnh còn phải bước mau để kịp ra phong tên hướng một đôi nữa Sáng dậy thật sớm từ lúc 5 giờ Ánh gánh nước cho đến 11 giờ về nhà bà cô Ánh còn lo cơm nước đỡ đần cho cô các việc gia đình 2 giờ lại gánh nước cho đến 6 giờ chiều Ánh làm bếp dọn cơm để sẵn đấy cho cô Và cho em Nhung ăn trước 7 giờ rưỡi ánh đã phải quẩy đôi thùng ra phong tên gánh nước cho đến 9 giờ đêm Các nhà hàng sớm phần nhiều đã khép cửa dọn dẹp đi ngủ Bây giờ ánh mới quẩy đôi thùng nước cuối cùng trong ngày đem về đổ luôn nước ở nhà xong rồi mới ăn cơm dọn dẹp rửa ráy rồi đi ngủ biết bao nhiêu đêm ánh đặt lưng lên giường trằn trọc không ngủ được nghĩ chuyện này chuyện nọ buồn bã cho thân phận nghèo nàn côi cút còn mẹ mà cũng như không ánh rưng rưng hai hàng nước mắt có khi ánh gục mặt vào gối khóc thúc thích trong đêm khuya một hôm nhớ mẹ quá Ánh nói với bà cô Thưa cô Con xin phép cô con về thăm má con một ngày Ừ Con cũng nên về thăm chị Tư Có dạo này nhà cửa ra sao Chắc con đi lâu chị cũng nhớ con chứ Ánh định 7 giờ sáng về An Bình Ở đấy một ngày với mẹ Đến 5 giờ chiều lại đi Vừa bước chân vô nhà Ánh thấy mẹ đang dọn dẹp sau bếp Ánh mừng rỡ chạy đến nắm tay mẹ Má ơi Má có nhớ con không má nhưng chị Tư sầm mặt xuống liền Giận dỗi bảo Mẹ có gì nữa mày Rồi chị làm thinh tiếp tục dọn dẹp Không hỏi han gì Ánh ngồi xuống nghịch cửa khóc Chị Tư rỗ động lòng Và có lẽ ăn năn lời nói vô tình vừa thốt ra Chị dịu dàng bảo Nếu mày biết thương tao Thì mày đâu có bỏ tao ở nhà một mình Ba mày chết rồi Thì còn có hai mẹ con mà mày đành đoạn dứt ra đi Mày nghĩ coi Vậy có phải là con có hiếu không Ảnh khóc ấm ức Con không có hiếu mà bữa nay con nhớ má quá Con về thăm má Chị Tư cũng ngồi xuống ghế bố khóc Anh nói tiếp Con vô phước vô phần Cho nên ba con mới chết sớm Trong lúc gia đình tuy là nghèo Nhưng vẫn được đoàn tụ vui vẻ Con được ba má chiều chuộng cho ăn học Bây giờ con phải đành đoạn ra đi Xa mẹ xa con Đem thân ra làm tôi mọi cho người bưng thuê gánh mướn đó là cái số của con bạc phận chứ đâu phải lỗi tại con chị tư rỗ lao nước mắt dịu dàng với con gái má có đuổi con đi sao má không đuổi con đi nhưng má nghĩ coi con có ở nhà này á thì chỉ tuổi nhục cho má chứ hay ho gì má làm gì mà tuổi nhục má còn hỏi nữa hai mẹ con làm thinh rồi chị tư rỗ hỏi từ hồi con đi con ở nhà ai? Con ở trọ nhà người quen. Ở đâu? Ở Gò Dấp. Con làm gì? Con đi ở mướn cho người ta. Chị Từ Rỗ đứng dậy lại gần ánh. Thôi, con đừng đi đâu nữa, con ở nhà với má. Ánh khẽ đáp. Thưa má, con thương má lắm nhưng con không ở đây được đâu, má à. Dạo này má hay đau ốm luôn, à, không làm ăn gì được. Con ở nhà đỡ đần với má. Nói thiệt con nghe, từ ngày con đi má buồn hết sức vậy đó. Má nhớ con, má cứ khóc hoài. Nay con về, má giận con mà má cũng mừng, chứ đâu phải má ghét bỏ gì con. Anh hỏi, ông Cai Mão còn ở đây với má không? Chị Từ lặng thinh một lúc mới trả lời. Còn con nói thiệt với má, con thương má lắm, nhưng ngày nào cái ông ấy còn ở trong nhà này thì con không bao giờ về ở chung với má được. Con đừng có nói vậy, tuy ổng là ba ghẻ của con, con xin lỗi má chứ con không có bà con gì với ông đó hết. Ổng cũng thương con chứ có gì đâu. Tại gặp hồi ông say rượu, ông hay nói bậy bạ đó thôi. Con ở lâu mới biết tánh ông tốt. Ảnh nhếch một nụ cười chua chát. Trời ơi Rồi ánh nghiêm nét mặt nói tiếp Thưa má Vì con nhớ má quá nên con mới về thăm má Chứ con không ở nhà này nữa đâu Má cho con ở với má một ngày Rồi con lại đi Con đi làm Chừng nào dành dụm được chút ít tiền Con sẽ đem về giúp má Bữa nay má có mệt thì con đi chợ về Nấu cơm cho má Con có tiền đây rồi Ảnh đứng dậy đi quét nhà lau dọn bàn ghế và làm các công việc y như hồi còn ở nhà nàng coi ngó lại các vật dụng còn y nguyên từ lúc nàng ra đi mỗi vật là bao nhiêu kỷ niệm nàng sắp đặt lại những đồ đạc mà má nàng để bừa bãi trên bàn hay cắt xó kẹt nàng lấy chỗ lông gà quét bụi trên bàn thờ ông tư ba của nàng và chạy ra chợ mua một bó bông huệ đem về cắm trong bình và một nải chuối chính đặt trên dĩa bên cạnh bát nhang nàng đốt đèn cày thắp nén hương đứng cung kính trước bàn thờ vừa vái vừa lẩm bẩm con lại vong linh ba phù hộ cho má con bình yên mạnh giỏi và con gái của ba đừng gặp cảnh đau khổ ba thương con đừng để con bơ vơ tội nghiệp con nàng lau một ngấn lệ rưng rưng trên mí mắt rồi xuống bếp đung nước pha một bình trà rót vào một chén đặt trên bàn thờ ánh đứng dựa vào cột nhà Ngước mắt lên chăm chú nhìn bức ảnh của ba và khóc nức nở. Nàng quỳ xuống lại bốn lại. Bà Tư ngồi lặt rào nói: "Ông biểu tao dẹp cái bàn thờ của ba mày, tao không dẹp mới còn đó." Ánh tức giận ngó mẹ. "Dẹp cái bàn thờ của ba con thì con về con đốt nhà, con nói trước cho biết." Khói trà bay thoang thoảng một mùi thơm dịu, ánh cúi lại một lần nữa, xong nàng xuống bếp lấy cái rổ và bảo mẹ: Thưa má con đi chợ đây má Bữa nay má thích ăn gì Má nói con mua Con muốn mua gì thì mua Con biết má ưa ăn canh chua cá lóc Con mua cá lóc về nấu canh nghe má Ừ lâu quá má không ăn canh chua cá lóc Ánh đội nón sách rổ bước ra đường Chị Tư đứng trong bếp nhìn theo đứa con gái Yêu kiều duyên dáng Mà chị đã vắng bóng lâu ngày Tuy là lâu ngày Nhưng tính lại cũng mới có 7-8 tháng thôi Thế mà bây giờ trông thấy ánh nhưng lớn hơn trước nhiều Chị Tư không về đứa con gái của chị mới hồi nào Hãy còn như con nít Mà bây giờ đã có điệu bộ thước tha dịu dàng Coi thiệt dễ ưa Mười giờ ánh đi chợ về Ngạc nhiên thấy má đi vắng Cửa khép không có ai coi nhà Ánh ra sau bếp Đứng trong hàng rào phên hỏi qua hàng xóm Thiếm năm ơi Má cháu đi đâu thiếm có biết không Chị Năm Béo ở trong nhà nghe tiếng Ánh liền cất lời hỏi Cô Ánh về hồi nào đó Chị lật đật chạy ra sân vui mừng hỏi hàng Cô Ánh mới về hả cô Bà Tư ở à đi chợ ông Lãnh Có dặn tôi khi nào cô về thì nấu cơm Rồi trưa bà Tư về Dạ cảm ơn thím Năm Ánh nói chuyện vui vẻ với chị Năm bên hàng rào Nhưng vẫn giấu không cho chị biết Ánh ở đâu Và làm gì trong thời gian qua Một lúc ánh vào bếp lo cơm nước Bỗng có tiếng người cha ghẻ về Không ngờ gặp ánh cai mão trong thấy cô đã niềm nở Ủa ánh về đó hả Ánh trao mày làm thinh cúi đầu làm cá Cai mão đến gần hỏi Anh đi đâu lâu quá vậy con Ánh nhất định không trả lời Người cha ghẻ tiếp tục hỏi dồn Giọng nói thân mật đều giả Anh ở đâu Ở nhà ai Tôi biết rồi nhưng tôi muốn chờ anh về đây tôi nói chuyện cho anh nghe Anh đừng tưởng rằng à, tôi ghét ánh đâu nghe Tôi thấy anh cực khổ tôi có lòng thương Tôi muốn giúp đỡ cho anh đó chứ Anh vẫn làm thinh Cai Mão ngồi thụp xuống bên cạnh để tay lên vai nàng Anh ơi Anh hất tay người cha ghẻ ra Cai Mão lì lợm Càng ngồi sát vào anh Anh ở nhà đừng đi đâu nữa nha Dạo này tôi nhảy dù được mấy món đem bán được bộn tiền Anh muốn đồ nữ trang gì tôi sắm cho Quần áo đẹp Muốn mấy cái tôi mai cho Ánh chịu bực cái mặt không thèm trả lời một câu Nhưng cai mão cứ dỗ dành Anh muốn đi ở riêng không Tôi muốn một căn nhà lá ở bên khánh hội cho anh ở Người cha ghẻ khốn nạn bỗng dưng đưa tay ôm tròn lấy ánh Ánh đẩy mạnh ra đứng dậy la lớn Cái ông này làm gì kỳ cục vậy ánh chạy ra cửa bếp nhưng cai mão chạy theo chụp lấy nàng một tay khép cửa một tay lôi nàng lại ghế bố ánh giải dụa la lớn ôi làng sớm ơi ôi làng sớm ơi cai mão rút khăn tay toan bịt miệng nàng nhưng ánh đã cắn được một vết đau điếng trên bàn tay vũ phù cai mão phải buông ra ánh thoát được nhưng liền bị y thập lại và đánh một bàn tay nảy lửa ánh chạy lảo đảo ra đến sau bếp vừa khóc vừa la ôi làng sớm ơi cai mão chạy theo tay cầm một thanh củi đập túi bụi lên đầu ánh đổ máu ánh ngã gục xuống sân cạnh lu nước còn bị cai mão sấn lại đạp vào hông bên hàng xóm có chị năm béo và bốn năm thiếu nữ kẹp tóc đổ xô ra coi thấy cai mão đã bỏ đi ra khỏi nhà và cô ánh nằm bất tỉnh trên sân máu chảy một vòng trên trán mấy người liền leo rào nhảy qua chị năm béo bảo một thiếu nữ kẹp tóc chạy đi kêu xe rồi chị với mấy người khác xốc cô ánh ra xe để chị đưa ánh đi nhà thương Gần 12 giờ trưa chị Tư rổ về nhà Không biết chuyện chi hết Chị không thấy con gái đâu đã hấm hức Cái con này thiệt lại đi nữa rồi Nhưng chị thấy trên bếp đã bắt nồi cơm Lửa tắt mà cơm chưa chín Trên thớt còn con cá lóc nằm làm dở dang mới cào sạch giải Chị ngó quanh quất không thấy gì lạ Bước ra cửa bếp ngó ngoài sân sau Cũng không thấy ánh Chị Tư liền kêu dối sang nhà chị Năm Béo Anh ơi có bên nhà chị Năm Béo không không nghe ảnh đáp Chỉ có cô Lộc Một thiếu nữ kẹp tóc Ở cạnh nhà chị Năm Kéo quốc lẹp xẹp ra hè Đứng sau hàng rào phên Nói giọng qua Chị Ánh đi nhà thương rồi Bà Tư à Chị Tư hốt quảng Ủa Nó sao mà đi nhà thương chỉ bị ông cây mão đánh lỗ đầu chảy máu chỉ nằm chết giấc Bà Năm phải khiêng chị ra xe đem đi nhà thương Cô Lộc kể đầu đuôi tự sự cho bà Tư nghe Những chuyện đã xảy ra mà cô với bà Năm Béo và mấy người khác đã nghe thấy Từ khi cai mão bước vô nhà Chị Tư rổ ngồi xuống đất khóc nức nở Tiếng chị khóc rất thảm thiết Tưởng như ánh đã chết rồi Hỏi cô Lộc Chị Năm đưa ánh đi nhà thương nào Lộc không biết Chị Tư lại khóc than kể lễ rùm beng cả sớm Một lát sau chị Năm béo về Chị đi thẳng vô nhà chị Tư Chưa thấy chị này Chị Năm nói bô bô lên một mình Cũng thiệt là mai à Gặp cái ông doctor nhân đức chớ không có thì con nhỏ cũng bỏ mạng 80 đời Chị nằm đi chân không Bước thùi thùi Vừa hỏi trống rỗng Có đôi guốc cùng của tôi để trong này không nè May đủ thứ may Cái anh tài xế taxi cũng tử tế Mình kêu xe chở đại cô ánh tới nhà thương Mà trong túi không có tiền trả tiền xe Anh thấy cô ánh bị đổ máu ướt nhẹp cái đầu Anh cũng không nỡ đòi tiền Ủa Đôi guốc của tôi đâu cả Chị vừa kiếm đôi guốc Vừa ra đến cửa bếp Thấy chị Tư ngồi khóc sướt mướt Chị la lên Chị Tư biết không Tôi không đem con ánh vô nhà thương kịp sáng nay à, Thì đừng nói nó sống Trời ơi chị biết không Máu chảy tua tủa ra Dễ sợ quá Tưởng nó chết trên xe rồi chứ Ông nội ơi nó sưng dù trên đầu trên trán Ba bốn cục giày nè Chị biết không Tới nhà thương thì ông doctor đã ra xe hơi đi về Tụi tôi phải năn nỉ ổng Nói con ánh bị chảy máu nhiều quá xa Sợ nó chết liệm mất Tội nghiệp ổng à Chị biết không Ổng thấy con ánh như vậy Ổng lật đật biểu đem vô buồng thuốc Ổng băng bó cho nó Rồi ổng chích cho nó hai mũi thuốc Không biết thuốc gì Nghe ông doctor nói không sao đâu Tôi mới hết lo chứ chị biết không Hồi chở nó đi trên xe Tôi cứ sợ nó chết liệm trên xe Thì thấy mồ tổ Chàng đét ông nội ơi Từ hồi khai thiên lập địa tới giờ Tôi mới thấy ông cai mão đó là một đa Chị Tư ơi chị biết không Chị mà thấy ông cầm cây củi to bằng cổ tay tôi đây nè Kìa cả Cây củi ông đánh con ánh ông quăng ra kìa Chị mà thấy ông đánh con nhỏ Chị cũng đứt từng đoạn ruột Chứ đừng nói là lũ tôi Đàn ông gì mà giữ quá sao là giữ à Coi có đội của tao ở bển không Thẹo Chị Năm hỏi con Thẹo Là cháu kêu bằng gì Mà chị vừa thấy đứng bên hàng rào phên Với cô Lộc và ba bốn thiếu nữ ở hàng xóm Con Thẹo chạy theo kiếm một lát trả lời không thấy đôi quốc của gì đâu hết Vậy chứ tao bỏ quên nó ở trên taxi rồi sao mày Ủa Mà có một chiếc đây rồi nè Phải quốc của tao không Chị Năm chợt thấy một chiếc quốc Ở cạnh lu nước trong kẹt hàng rào Chị chạy lại lấy đúng là của chị Chị đập chiếc quốc cùng xuống gạch Kêu một cái đớp hình như chị tức giận nó lắm Mẹ cha mày Nằm đây mà để tao kiếm tứ hơi à Chị ngó quanh quẩn trong sân Còn một chiếc nữa đâu cả một tay cầm chiếc cuốc Chị Năm còn quay lại chị Tư Chị Tư biết không Con ánh đó, nó, có dặn tôi đừng nói cho chị biết là nó nằm nhà thương Tôi đỡ nó nằm xong xuôi rồi hết Tôi mới đi bộ về đây nè Người ta băng bó cho nó kín hết trọi cái đầu Còn chừa có một cái mặt thôi hè Chị Năm béo kêu con thẹo qua Tìm một chiếc cuốc nữa của chị Rồi chị ngồi bà xuống đất Đối diện chị Tư rỗ Chị kể hết đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra Trong lúc chị Tư đi vắng chị kể đi kể lại hai ba lần một đoạn và bình phẩm hành động của cai mão với những lời tục tiểu thô kịch nhưng rất là nghiêm khắc nếu có một máy thu thanh đặt gần đó để ghi lại tất cả những lời nói của chị không sót một tiếng nào thì chúng ta sẽ có một án văn bình dân kiệt tác thú vị đặc biệt với tất cả các danh từ tả chân mà một nhà đại văn sĩ có tài đến đâu cũng không thể nào viết được chị năm béo thuộc về hạng mồm loa mép giải ở các xóm lao động chuyên môn ngồi lê đôi mắt và rất hay tọc mạch những chuyện riêng của người ta Nhưng lại rất vui vẻ, thành thật, ngay thẳng Và công bình không thiên vị bên nào Chị bình phẩm gắt gao mỗi hành vi của cai mão Mà chị không sợ mít lòng chị tư rỗ Chị bên giật ánh Chị rất thương hại cho ánh Và khen ngợi ánh từng một cái chỉ nhỏ mọn Chị tỏ cho chị tư thấy Cai mão là một tên vô lại khả ố, khả bỉ Còn ánh là một cô gái rất đáng khen, đáng phục, đáng thương Chị Tư rỗ ngồi nghe khóc sồng sả Không dám binh chồng Mà cũng không dám hùa theo chửi chồng Chửi cai mão thì sợ anh ta nghe được Sẽ đánh chị như thay Còn binh cai mão Thì chắc là chị năm béo và bà con hàng xóm Sẽ cười chị là sợ thằng chả Và không biết thương con Chị Tư làm thinh không hề có lời cảm ơn chị Năm Béo đã đưa ánh đi nhà thương. Trong thâm tâm của chị vẫn thương con gái lắm. Nhưng vì chị nghèo quá và thấy câu chuyện đã lỡ ra như thế rồi. Chị không biết làm cách gì để cứu vớt đứa con gái độc nhất thương yêu của chị Chị tức giận người chồng tàn nhẫn và vô liêm sĩ Mà không dám nói ra sợ chị nắm cười Chị định đợi chiều tối hẳn về chị sẽ hỏi chuyện Ánh nằm nhà thương gần một tháng trời Chẳng có ai thăm viếng cả Ánh buồn tuổi cho thân phận mình và quán trách mẹ Nàng không thèm nghĩ đến người cha ghẻ khốn nạn Nghĩ đến làm chi cho thêm nhục cho thêm hận Ánh chỉ thề với mình rằng từ nay nhất định không bước chân về nhà mẹ nữa Ánh tự coi mình như một đứa con hoang Và tự an ủi Trên đời còn có biết bao nhiêu Những con mồ côi Không cha không mẹ đó sao Mình đã lớn rồi Lo tự lập lấy thân là hơn Ra khỏi nhà thương Ánh về thẳng nhà bà cô ở bàn cờ Rồi viết một bức thư cho mẹ Thưa má Con đau đớn lắm mới phải viết mấy lời thơ này Về kính thăm má Và thư với má rằng từ nay má không còn thấy mặt con nữa đâu Con xin chịu làm đứa con bất hiếu Nhưng trong lòng con vẫn yêu thương má Và kính má Vì con không quên được công lao má đã nuôi con Và tình má thương con Hồi ba của con còn sống Con chỉ thương cho ba con Thiệt là vô phước Thôi con lại má ba lại Và từ giả má vĩnh viễn Con bất hiếu của má Lê Thị Ánh Ánh xé một tờ giấy trắng Trong một quyển tập cũ Hồi còn đi học mà ánh vẫn cất ô yếm trong vỏ áo quần của ánh Anh lấy kéo cắt giấy làm một phong bì nhỏ bỏ thơ vào trong rồi lấy cơm dán lại ánh đều ngoài bao thơ kính gửi má sáng thật sớm ánh đi với em nhung con của bà cô đến an bình ánh đứng ngoài đầu đường bảo nhung chạy vô ngõ đưa chị năm béo nhờ chị trao cho má ánh vài hôm sau ánh sực nhớ cai mão có bảo với ánh rằng y đã biết chỗ ở của ánh rồi chẳng biết là y nói thật hay nói dốc nhưng muốn đề phòng cho chắc chắn Ánh nhờ bà cô kiếm cho ánh một chỗ làm tạm Để xa lánh sớm bàn cờ Chính ánh cũng đã thân hành đến nhờ Ba tờ báo hàng ngày Đăng dùm trong một tìm việc Mấy dòng sau đây Thiếu nữ học lực đệ tứ Trung học đệ nhất cấp Hiền lành Tận tụy với công việc Muốn kiếm việc làm Không cần lương nhiều Có thể đi xa Xin biên thư cho cô nhàn 216 trên 7 trên 2A Phan Đình Phùng Nhờ chuyển giao nhà báo có hảo tâm đăng dùm nhưng ánh buồn bã thấy mấy dòng của ánh được đăng lên lẫn lộn vào một cột đầy nghe những lời rao khác cũng tìm việc như ánh, cũng toàn là những thanh niên thiếu nữ đổ trung học để nhất cấp, tú tài một, tú tài hai, sinh viên đại học dân khoa, luật khoa, vân dân Ánh thất vọng, không tin tưởng nhiều vào sự may mắn quá hảo quyền. Tờ báo chỉ đăng cho được một kỳ, trong số báo hôm sau nên một tìm việc Ánh không còn thấy lời rao của nàng nữa Nhưng vẫn đầy nghẹt những lời rau khác Kế tiếp nhau của những bạn trẻ thất nghiệp Hầu hết là học sinh và sinh viên Ba hôm sau khi đăng báo Ánh có nhận được bức thư của một nhà buôn ở Biên Hòa Gọi Ánh làm thư ký Nhưng phải có bằng cấp đánh máy chữ Ánh không biết đánh máy Vì không có tiền để học nghề này Đành bỏ qua cơ hội Một buổi trưa Ánh sửa soạn đi gánh nước Thì người cô của Ánh đi chợ Bến Thành về Hỏi ánh có bằng lòng làm thuê cho một nhà ở đường Hiền Dương không? Chủ nhà là một công chức sang trọng, công việc là đi chợ, làm bếp, giặt đồ, ủi đồ, rảnh thì giữ em một đứa con trai 5 tuổi, lương mỗi tháng 600 đồng. Ánh buồn bã hỏi: Nghĩa là đầy tớ phải không cô? Ừ, cũng như làm thuê vậy. Ánh suy nghĩ một lúc rồi cương quyết trả lời: Dạ, con bằng lòng. Nhưng vừa dứt lời Ánh chạy đến ghế bố Gục đầu xuống gối khóc nức nở Ánh than gian một mình Ba ơi ba Đứa con gái của ba ngày nay Phải đi ở mướn để độ thân Ba ơi Nhục nhã con quá ba ơi má ơi Ánh nằm ghế bố Khóc cả buổi trưa Không ăn cơm Đến 2 giờ chiều Ánh sửa soạn ra đi Bỏ giỏ mây lại cho em Nhung Chỉ ôm một gói áo quần đi theo người cô đến một biệt thự xinh đẹp rộng lớn ở đường Hiền Dương. Đấy là nhà của ông giáo sư Ngọc Minh ở chung với vợ chồng người em gái của ông. Hết tập 2, còn tiếp